Hôm nay ngày 28 tháng 2, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc. Theo báo cáo của các địa phương, sau khi sắp xếp các đơn vị công lập theo tinh thần nghị quyết 19 của Trung ương Đảng và kế hoạch hướng dẫn của tỉnh, Đến nay, huyện Thọ Xuân còn 101 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 18 đơn vị, tình giản biên chế được 92 viên chức so với năm 2018. Huyện Ngọc Lặc hiện còn 79 đơn vị, giảm 11 đầu mối, tình giản được 129 biên chế so với năm 2018. Trong quá trình sắp xếp đổi mới, việc quản lý biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm, đảm bảo yêu cầu, biên chế được điều chỉnh, phần loại sắp xếp phù hợp cơ sở vật chất của các đơn vị sau sắp xếp được quản lý sử dụng đúng quy định. Tuy nhiên, trong số các đơn vị sự nghiệp hiện có tại các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc mới chỉ có một đơn vị là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo được chi hoạt động thường xuyên. Các đơn vị còn lại mới đáp ứng được phần nhỏ hoặc ngân sách nhà nước vẫn phải đảm bảo toàn bộ hoạt động chi thường xuyên. Ngoài ra, do chỉ tiêu biên chế của nhiều đơn vị hiện đang được giao thấp so với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực giáo dục nên mục tiêu giảm biên chế rất khó thực hiện. Bên cạnh đó, việc thiếu các quy định về khai thác cơ sở vật chất là tài sản công vào mục đích dịch vụ cũng gây không ít khó khăn cho hoạt động của các đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đổi mới. Thay mặt đoàn giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập tại các huyện Thỏ Xuân, Ngọc Lặc. Đồng chí đề nghị các huyện cần bám sát quy hoạch kế hoạch đã được duyệt, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đổi mới theo đúng lộ trình. Đồng thời, quan tâm đến xử lý đất đai và tài sản gắn với đất đai dư dư đúng quy định, tránh lãng phí, tiêu cực.